quốc gia Singapore. Và màu trắng nữa, màu trắng gắn liền với những thời khắc oanh liệt của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan 2008, khi Công Vinh đánh đầu để quyết định chức vô địch. Đó là trận đấu chúng ta thi đấu với Thái Lan với trang phục màu trắng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng các cầu thủ hát vang quốc ca Việt Nam. So với những gì mà chúng ta đã trải qua, và chúng ta sẽ chờ đợi điều đó đến từ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Còn đây là đội hình xuất phát của đội tuyển Thái Lan ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trong khung thành của Thái Lan vẫn là thủ môn mang áo số 20 Chatchai Buthrom. Các cầu thủ còn lại gồm có số 3 Pirathon Bunmathan, số 4 Manuel Bia, số 15 Wirachathom, số 18 Chanathip Songkrasin, số 8 Quang Chan, số 6 Sarak Yonen, số 14 Charuen Tatnapon, số 26 Grisada Kaman, số 10 Tirasin Dangda, và cầu thủ mang áo số 16 của đội tuyển Thái Lan ở trong trận đấu ngày hôm nay, đó là Fitiwat. Như vậy là ông Mano Polking thực hiện hai sự điều chỉnh con người so với trận đấu lượt đi với đội tuyển Việt Nam. Trong đó, việc sử dụng Thitiphan mang áo số 8 ngay từ đầu trận đã cho thấy phần nào ý đồ bảo vệ thành quả của đội tuyển Thái Lan. Tất nhiên đó là chỉ ở góc độ con người mà thôi. Một lần nữa, Quế Ngọc Hải và Songkrasin sẽ đối đầu với nhau. Một điều đặc biệt đó là những trận đấu hay nhất của đội tuyển Việt Nam tại AFF lần này đều gắn liền với những trọng tài người Jordani. Nếu như ông Jakub Ibrahim là người đã bắt chính trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào, thì trong trận đấu rất hay của chúng ta trước Malaysia, người đồng hương của ông Jakub Ibrahim là ông An Ali cũng là người bắt chính. Còn đây là 11 niềm hy vọng của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở trong trận đấu này. Đứng trong khung thành là Nguyên Mạnh, phía trên sẽ là Quế Ngọc Hải ở trung tâm. Đá lệch trái là Bùi Tiến Dũng và đá lệch phải ở vị trí trung vệ là Thành Trung. Hồng Duy sẽ đá ở bên phía cánh trái. Còn ngày hôm nay Hồ Tấn Tài được lựa chọn để thay thế cho Văn Thành ở bên phía cánh phải. Hoàng Đức và Quang Hải sẽ là hai tiền vệ trung tâm của chúng ta. Và một hàng công rất mới dành cho Mano Polking với Tiến Linh, Đức Trinh và Phan Văn Đức. Có thể nói rằng Mano Polking đã phần nào đánh giá được cách tiếp cận của chúng ta trong trận đấu lượt đi. Nhưng ngày hôm nay thì dường như thầy Park đang dành cho người đồng nghiệp Brazil rất nhiều những bất ngờ. Và hy vọng rằng không chỉ bất ngờ danh sách mà còn sẽ là bất ngờ ở cả cách tiếp cận, cách chơi của đội tuyển Việt Nam nữa. Một cuộc cách mạng về mặt đội hình thực sự của đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu lượt về này với đội tuyển Thái Lan. Hà Đức Trinh đá chính, Hồ Tấn Tài đá chính, Tiến Linh đá chính, Phan Văn Đức đá chính và Bùi Tiến Dũng cũng đá chính ở trong trận đấu ngày hôm nay. Khi huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng cả Văn Toàn và Công Phượng thì ông Mano Polking đã đánh giá được những ý đồ của chúng ta, khai thác vào vị trí hai biên. Nhưng ngày hôm nay thì thầy Park
ở đội hình xuất phát này thực sự là mang đến cho đối phương rất rất nhiều những bất ngờ với 5 sự điều chỉnh. Trong đó, huấn luyện viên Park Hang-seo làm mới toàn bộ hàng công của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thực tế thì thầy Park đã từng nghĩ tới một phương án đội tuyển Việt Nam chơi với bộ đôi tấn công là Tiến Linh và Đức Chinh kể từ SEA Games năm 2019 rồi. Nhưng vì những lý do khác nhau mà phải đến trận đấu ngày hôm nay, với những gì mà Đức Chinh đã thể hiện trong trận đấu lượt đi, thì thầy Park quyết định sử dụng bộ đôi tấn công này ngay từ đội hình xuất phát. Trong 11 cầu thủ đó thì có mặt Tiến Linh, người đã ghi những bàn thắng vào lưới đội tuyển Thái Lan tại SEA Games năm 2019. Sân động quốc gia Singapore với mái vòm sẽ tạo ra những âm thanh rất là sôi động. Và đối với sân đấu này thì phải nói rằng chúng ta cũng phần nào bị ngợp khi lần đầu tiên đá tại giải đấu lần này trong trận đấu lượt đi. Nhưng hy vọng rằng sau 90 phút trải nghiệm ở sân vận động quốc gia Singapore, ngày mai Tiến Linh và các đồng đội sẽ có được sự thích nghi với sân đấu có sức chứa 55.000 khán giả này. Một trận đấu đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á chuẩn bị được diễn ra. Cú đúp của Tiến Linh vào lưới Thái Lan tại SEA Games năm 2019 sẽ là bước đà để cho anh có thể tỏa sáng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ thời khắc đó đã đến. Trận đấu bắt đầu. Đội tuyển Việt Nam giành quyền ra bóng và trong hiệp 1 của trận đấu thì chúng ta, những chàng kỵ sĩ màu trắng bảo vệ khung thành ở phía bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn, trong một bầu không khí cực kỳ sôi động và cuồng nhiệt. Hồ Tấn Tài, đường chuyền đầu tiên, đó là pha chạm bóng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay của Tiến Linh. Và đó là lý do mà Hồ Tấn Tài được sử dụng ở trận đấu này, bởi khả năng tạt bóng của Hồ Tấn Tài cho đến thời điểm hiện tại là rất ấn tượng. Anh đã có hai pha kiến tạo từ những tình huống tạt bóng, những cú tạt bóng cho Phan Văn Đức ghi bàn vào lưới đội tuyển Lào, cú tạt bóng cho Bùi Tiến Dũng ghi bàn vào lưới của đội tuyển Campuchia. Đó là một tình huống hỗ trợ tốt của Phan Văn Đức. Phan Văn Đức. Trong trận đấu lượt đi, chúng ta trội hơn hẳn đội tuyển Thái Lan ở những cú dứt điểm, nhưng phần lớn những pha sút bóng đó đều đến từ ngoài khu vực 16-50. Những tình huống mà Tấn Tài chuyền bóng cho Tiến Linh ghi bàn thì có thể sẽ mang đến một giải pháp hoàn toàn mới dành cho đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay, đó là nhiều hơn những tình huống tiếp cận khu vực 16-50. Một pha can thiệp tốt. Một tình huống xử lý nhanh của Quang Hải để trả quả bóng về vị trí của Tấn Tài. Thêm đường chuyền dài nữa của Tấn Tài. Một bầu không khí tuyệt vời từ sân vận động quốc gia Singapore. Tấn Tài đang là một giải pháp chuyền bóng đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam. Và khi chúng ta đang pressing tầm cao thì phần nào gây ra sự bối rối cho hệ thống của đội tuyển Thái Lan. Hy vọng rằng trận đấu ngày hôm nay sẽ là một trận đấu không phải hối hận của đội tuyển Việt Nam, như đúng lời tuyên bố của thầy Park trước giờ bóng lăn. Đó là một tình huống tranh chấp tốt ở khu vực giữa sân. Và đó là pha can thiệp của Thành Trung. Thành Trung ngày hôm nay đá đúng vị trí mà Duy Mạnh để lại. Và Bùi Tiến Dũng sẽ trở về vị trí sở trường là trung vệ lệch trái. Một tình huống mắc sai sót của Bun Ma Than. Hy vọng rằng đó là một dấu hiệu về những áp lực dành cho những người về lý thuyết đang có lợi thế cho chúng ta. Sẽ là một quả ném biên mạnh của Tấn Tài. Tấn Tài đã chuyền hai quả lên trên đều đáng chú ý cả. Và bây giờ sẽ là một tình huống mà anh thực hiện một đường chuyền bằng tay trong quả ném biên vào bên trong vòng cấm địa của đội tuyển Thái Lan. Chàng nào tin đã được hóa giải với hai cầu thủ Việt Nam ở trong tiếng vừa rồi, và người gần nhất để ngăn chặn số 18 của Thái Lan chính là Thành Trung. Một câu hỏi được đặt ra là làm sao để phong tỏa được Chàng nào tin, và nhìn cách đá chúng ta biết rằng sẽ không có một cầu thủ nào được giao theo kèm Chàng nào tin một cách cụ thể. Nhưng sẽ là những cầu thủ tập trung để khiến cho đội trưởng của Thái Lan không có cơ hội phát huy những giá trị của mình. Rồi! Và pha bóng của Manuel Neuer. Rất hay! Không bao! Những phút đầu nhập cuộc mang đến cho chúng ta những niềm hy vọng. Một sự hẹn rất lớn dành cho đội tuyển Việt Nam với cú đá về phía khung thành của Chát Trai. Và đáng chú ý hơn là tình huống phối hợp này lại là Tấn Tài thực hiện đường chuyền vào bên trong. Nhưng đó là một phương án mang đến sự bất ngờ cho đối phương khi Hoàng Đức bất ngờ xuất hiện ở dọc hành lang bên phải.
Và cái cách mà Tấn Tài di chuyển phải nói là rất hay. Chúng ta cũng thể hy vọng vào cái duyên của Tấn Tài và Tiến Linh, những người đã từng chơi cùng một câu lạc bộ, đã từng có những pha kiến tạo cho nhau ở cả câu lạc bộ và cấp độ của đội tuyển quốc gia cũng như cấp độ đội trẻ quốc gia. Càng ngày thì bóng càng đến gần hơn với khung thành của Chat Trai, từ những đường truyền dài, từ quả ném biên và bây giờ là quả phạt góc. Và không phải là không có sự căng thẳng về mặt tâm lý đối với thủ môn của đội tuyển Thái Lan trước một sức ép lớn mà các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đang thể hiện, đang có được cho đến thời điểm này. Và chúng ta cùng xem quả đá phạt góc. Chúng ta đang tạo ra áp lực tốt, nhưng chúng ta cũng sẽ phải đặc biệt chú trọng cho những tình huống chống phản công. Năm phút đầu tiên như vậy là rất tốt rồi. Đường truyền của Thành Trung. Đội tuyển Việt Nam đang cho thấy những dấu hiệu tích cực ở cách tiếp cận trận đấu từ cả ba tuyến. Và trong những pha bóng ở 5 phút vừa qua thì cánh phải là sáng nhất, với Thành Trung thường xuyên tham gia ngăn chặn đối phương và Hồ Tấn Tài là người thực hiện những đường truyền. Ở trong chân của Hồng Duy. Quang Hải. Hồng Duy. Đã rồi. Chỉ có một tình huống chỉ tay cho dấu là không có lỗi của các cầu thủ Thái Lan. Pha chạm bóng của Quế Ngọc Hải. Quá hay. Phạm Văn Đức. Hơi vội một chút. Hồng Duy tuyệt vời. Các cầu thủ hậu vệ của Thái Lan phải nói là cũng đã có rất nhiều những luống cuống ở trong việc ngăn chặn hai biên của đội tuyển Việt Nam. Ông kính truyền hình đã từng bắt được tình huống mà thủ môn của đội bạn thở hắt ra. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ đây mới chỉ là sự khởi đầu và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục duy trì được sự tập trung. Đó là pha ngăn chặn của Narubadin. Diễn biến trên sân có thể được cảm nhận qua những tiếng hò reo của các cổ động viên, và cứ mỗi khi chúng ta đến gần với khung thành của đội tuyển Thái Lan là y như rằng âm thanh tại sân vận động quốc gia Singapore được đẩy lên mức cực đại. Hoàng Đức đang là một trong những người tích cực theo Charathip nhất. Lúc này thì khó có thể đánh giá chất lượng của bộ đôi trung vệ đội tuyển Thái Lan. Nhưng sự hỗ trợ từ các tiền vệ của đội bóng này cho hai trung vệ cũng là tương đối tốt đến thời điểm hiện tại. Chính vì vậy mà không gian chơi bóng trước khu vực 16m50 của đội tuyển Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại chưa phải là quá nhiều. Nhưng sự tự tin của chúng ta đến thời điểm bây giờ là cần thiết. Đức Trinh bị thổi phạt. Cho đến thời điểm này thì các cầu thủ chúng ta đã tham gia vào những pha tranh chấp một cách rất vừa phải trong việc ngăn chặn đối phương. Màn trình diễn của Đức Trinh khi được tung vào sân ở trận đấu lượt đi đã tạo ra một quyết định là sử dụng tiền đạo này ngay từ đầu bên phía đội tuyển Việt Nam. Đó là đường truyền không khó khăn của Narubadin và đội tuyển Việt Nam phản công. Tiến Linh. Đức Trinh. Rất tốt. Sự càn lướt trong lối chơi chính là điểm mạnh của Đức Trinh. Đức Trinh nhảy múa trong vòng vây của các cầu thủ Thái Lan. Nhưng vừa rồi thì anh lại được xác định là không bị phạm lỗi. Đó là một điều mới mẻ mà đội tuyển Việt Nam dành cho Thái Lan, và họ đang chưa biết cách để ngăn chặn Đức Trinh như thế nào cả. Tấn Tài. Thêm một đường truyền dài nữa của Tấn Tài dọc hành lang phải. Quang Hải. Vẫn là Quang Hải. Rất tự tin. Quang Hải. Quang Văn Đức. Trận đấu lượt đi Quang Hải cũng đã thực hiện một pha đi bóng rồi vặn sườn truyền cho Phạm Văn Đức. Và đó là tình huống mà bàn thắng chỉ cách chúng ta chỉ một găng tay mà thôi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Quang Hải đã biến Tiên Đào Thon Bun Ma Than, một trong những hậu vệ hay nhất Đông Nam Á,
từ một hậu vệ rất phi thường trở thành vô cùng bình thường. Một pha đi bóng mà Quang Hải đã làm siếc. Pha bóng vừa rồi phần nào cho thấy Manuel Bia không phải là không có lợi thế so với Phạm Văn Đức nhưng đã chậm hơn. Và việc nhanh chân của Phạm Văn Đức mang về cho chúng ta quả đá phạt góc. Phạm Văn Đức. Đây là Manuel Bia, một trung vệ của đội tuyển Thái Lan. Thêm một tình huống lấy bóng và tranh chấp hợp lý từ cao thủ ở khu vực giữa sân. Narubadin, Thitifan, một tình huống ngăn chặn kịp thời của Hồ Tấn Tài. Bầu không khí quá tuyệt vời từ các cổ động viên Việt Nam. Pha xử lý tốt nữa của Tấn Tài. Gì mà các cổ động viên của chúng ta tạo ra ngay cả khi chúng ta đã thua 0-2 lượt đi thực sự là quá ấn tượng. Diễn biến ở khoảng 10 phút vừa qua, chúng ta nhiều hy vọng và chờ đợi về một kết quả có lợi dành cho đội tuyển Việt Nam. Và ngày hôm nay thì tập đoàn APEC sẽ thưởng cho đội tuyển Việt Nam số tiền là 3,7 tỷ đồng nếu như đội bóng của chúng ta giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan. Đó là một sự động viên tinh thần đầy ý nghĩa dành cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu lượt về này. Pha tranh chấp giữa Hà Đức Chinh với Manuel Bia. Ở trong trận đấu lượt đi thì Đức Chinh đã vượt qua Manuel Bia để chuyền bóng cho Quang Hải thực hiện một cú sút dội xà ngang khung thành của Cha Trai. Nếu cần một hình ảnh để thầy Park quyết định sử dụng Đức Chinh cho trận đấu này thì đó chính là pha bóng đó. Một tình huống mà sự càn lướt, sự nhanh nhẹn và nền tảng thể lực tốt của Đức Chinh đã chiến thắng được sự chậm chạp của Manuel Bia. Đó cũng là một đặc điểm ở trong những cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Một trận đấu đôi khi được quyết định chỉ bởi những khoảnh khắc. Và những quyết định được đưa ra đôi khi cũng chỉ bởi xuất phát từ một pha bóng nào đó của các cầu thủ. Đây là Narubadin. Không thành công. Đó là đường chuyền của Narubadin dành cho Kelasin Danga. Phan Văn Đức, Quang Hải, Tấn Tài, hợp lý. Quang Hải, Chrisada đã dâng lên kịp thời để hỗ trợ cho đồng đội của mình. Đội tuyển Thái Lan đang rất muốn làm giảm tốc độ của trận đấu ngày hôm nay. Tình huống pha bóng của Bùi Kiên Dũng. Hồng Duy. Hồng Duy vẫn theo rất sát với Chanatip. Và đó là một sức ép vừa đủ để khiến cho cao thủ Thái Lan không thể tổ chức một tình huống phản công. Một pha bóng xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi dành cho nỗ lực của Hồng Duy. Vì ông Manu Polking sử dụng Thitifan ngay từ đầu là thể hiện ý đồ rõ rệt, bởi so với Hanawat thì cầu thủ này có thiên hướng phòng ngự nhiều hơn. Khi có bóng thì cao thủ Thái Lan vẫn cố gắng thực hiện những đường truyền một cách chậm rãi. Khá nguy hiểm. Toàn Hồ Nguyên Mạnh. Kelasin Danga đang là cầu thủ đá cắm duy nhất của đội tuyển Thái Lan.
những áp lực từ Hồng Duy cũng phần nào tạo ra không gian nhiều hơn để Nguyên Mạnh lao ra vào hóa giải tình huống khó khăn này. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ Á Cúp 2020. Trận đấu do Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới Next Media mang đến thưa quý vị. Pha chạm bóng của Hoàng Đức. Ngày hôm nay thì cả Tiến Linh và Hà Đức Chinh đều rất tích cực áp sát ở phía trên. Đây là Sarach Yunen, một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất của Thái Lan và có rất nhiều những trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Tiến Linh. Tấn Tài. Hoàng Đức. Hoàng Đức hay Quang Hải là những điểm nổ đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu lượt đi. Những gì đã diễn ra đến lúc này cho thấy cuộc đối đầu Việt Nam Thái Lan xứng danh là trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á. Ở phía trong của Thái Lan thì thường chỉ có hai người, đó là Chanathip và Terasing Dangda. Hình ảnh vừa rồi của Quang Hải cho thấy đúng những gì mà Hải đã nói sau trận đấu lượt đi. Các cầu thủ sẽ chiến đấu đến cùng. Chúng ta không chỉ hạnh phúc với những pha xử lý đầy chất nghệ sĩ của Quang Hải, mà còn hạnh phúc với những tình huống lăn xả như vừa rồi. Và việc Quang Hải thường xuyên chiến thắng Tiraton Munmathan từ đầu trận đến giờ cũng cho thấy đẳng cấp của tiền vệ bên phía đội tuyển Việt Nam. Trong khoảng chừng 5 phút vừa qua của trận đấu thì đội tuyển Thái Lan đã bắt đầu kiểm soát thế trận một cách tốt hơn. Kia là Thon Bumathan. Đó là Thành Trung. Quang Hải. Quế Ngọc Hải. Ngày hôm nay thì Pathopon đã tương đối tích cực ở bên phía cánh trái. Đối việt vị của Chanathip. Trong những phút vừa rồi thì hàng tiền vệ đông người của đội tuyển Thái Lan đã thực hiện những pha phối hợp nhóm nhiều hơn ở khu vực giữa sân. Đây là một trong những tình huống rất đáng kể của đội tuyển Thái Lan khi Bunmathan là người chuyền bóng cho Chanathip băng lên, khi mà Terasing Dangda đang có xu hướng kéo xuống để hút theo những trung vệ của đội tuyển Việt Nam. Đó là miếng đánh của đội tuyển Thái Lan trong trận đấu lượt đi. Một trận đấu mà nếu xét về pha chạm bóng, pha dứt điểm của Terasing Dangda thì gần như là con số 0. Nhưng không thể phủ nhận vai trò của cầu thủ này để giúp cho những người giống như một tiền đạo ảo tỏa sáng. Quế Ngọc Hải, Thành Trung, Tấn Tài, vẫn còn Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức, che chắn bóng rất kỹ, Hoàng Đức, Hồng Duy, Hoàng Đức, quá tốt. Chanathip. Trong trận đấu lượt đi, sau khi mà ông Pongking để cho Dangda và Chanathip ra nghỉ thì đội tuyển Thái Lan đã gần như đánh mất toàn bộ thế trận. Một pha qua người không mất nhiều sức nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tối đa của Hoàng Đức. Rất khó để lấy bóng từ chân của Hoàng Đức.
Chanathip đang có dấu hiệu bị đau. Ngày hôm nay thì ông Mano Polking đánh giá rất cao và có sự tôn trọng lớn dành cho đội tuyển Việt Nam. Chính vì vậy mà tất cả những cầu thủ đã nhận thẻ vàng của đội bóng này vẫn được đá chính. Không được, nhịp xử lý bước 1 của Phan Văn Đức lại không được như mong muốn. Nhưng đó là một sự bất ngờ rất lớn mà đội bóng của chúng ta dành cho đối thủ. Trong những phút đầu trận thì chúng ta chủ yếu thực hiện những đường chuyền dài. Nhưng đây là một đường chuyền sệt xuyên tuyến và mang đến cơ hội dành cho Phan Văn Đức. Nếu như đây là một quả bóng sâu vào trong một chút nữa thôi thì thời cơ đã lớn hơn rồi. Đó luôn là một đường chuyền khai thác sự chậm chạp của Manon Điên. Đức Trinh! Đức Trinh thoát xuống với một tốc độ xé gió và đó là một pha va chạm xảy ra ở trong khu vực 16m50. Theo thói quen thì dường như là huấn luyện viên Park Hang-seo muốn có va can thiệp. Nhưng đây là trận đấu tại AFF Cup chứ không phải là vòng loại thứ 3 World Cup. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Những phương án chuyền sệt xé toang hàng phòng ngự của Thái Lan đến lúc này đang bắt đầu phát huy hiệu quả. Phan Văn Đức trước đó là người đón đường chuyền của Hoàng Đức, còn lần này chính anh là người thực hiện đường chuyền cho Đức Trinh. Thay đổi liên tục từ phía mục tiêu nhận bóng ở trong những đường chuyền chọc khe xuyên tuyến như vậy. Lúc trước là Phan Văn Đức và vừa rồi là Hà Đức Trinh. Và nếu trận trước là những đường chuyền của Quang Hải thì ngày hôm nay Thái Lan sẽ phải vất vả hơn để đoán định đường chuyền có thể đến từ ai. Quang Hải thực hiện quả đá phạt góc. Đã có những thời điểm trong những trận đấu với đội tuyển Thái Lan, những tình huống cố định như những quả đá phạt góc là những niềm hy vọng của chúng ta. Bùi Tiến Dũng ngày hôm nay cũng có mặt ở trên sân. Quang Hải luôn rất linh hoạt với những quả đá phạt góc của mình. Vừa rồi là một tình huống đưa bóng đến ở cột gần khung thành của đội tuyển Thái Lan. Và bây giờ thì Hà Đức Trinh cũng đã trở lại. Chúng ta cũng thấy là ở trận đấu này thầy Park đã tính kỹ hơn tới phương án chống phản công của đối thủ. Khi chúng ta được hưởng những tình huống cố định thì không còn một số lượng dâng cao lên quá nhiều như trận đấu lượt đi nữa. Và trong tình huống vừa rồi thì Bùi Tiến Dũng vẫn ở bên phần sân nhà. Trong trận đấu ở vòng loại trên sân Mỹ Đình hồi tháng 11 năm 2019 thì Tiến Dũng đã từng làm tung lưới của đội tuyển Thái Lan. Gôi! Nhưng trọng tài đã phất cờ. Nguồn năng lượng của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay được thể hiện ở nguồn năng lượng mà Đức Trinh cho chúng ta thấy ở trên sân. Đó là một nguồn năng lượng tích cực. Đây là một tình huống rất nhạy cảm và tôi cho rằng không hẳn chúng ta đã việt vị. Đức Trinh mang đến một làn gió mới cho đội tuyển Việt Nam. Và đây đang là cầu thủ khó kèm nhất đối với các hậu vệ Thái Lan từ đầu trận đến giờ. Những pha giải nguy của Hoàng Đức là rất mềm mại. Quang Hải! Quang Hải! Quang Hải! Quang Hải! Nữa thì anh lại chiến thắng được bốn bàn tên. Dứt điểm! Dứt điểm! Đáng tiếc quá, phút thứ 23 của trận đấu. Trước đó thì trọng tài đã cho chúng ta hưởng phép lợi thế. Quang Hải tuyệt vời trong những lần chiến thắng Terathon Bùn Ma Thàn. Không biết bao nhiêu lần ở trong trận đấu ngày hôm nay thì anh đã khiến cầu thủ mặc áo số 3 của đội tuyển Thái Lan không thể làm gì được. Và đây là một tình huống băng vào như một cơn gió của Tấn Tài. Nhưng nói thật là tình huống này tôi ước trọng tài không cho chúng ta hưởng phép lợi thế, bởi như thế sẽ đặt Quang Hải vào một vị trí đá phạt ưa thích. Lại là Quang Hải. Quang Hải đã quá quen với các cầu thủ Thái Lan nhưng ngày hôm nay anh vẫn cứ như là một ẩn số đối với đối thủ vậy. Tiến Linh.
Thế trận chúng ta có được đến lúc này là tích cực, nhưng điều quan trọng phải là bàn thắng. Và nếu có bàn thắng trong hiệp 1 thì mọi thứ sẽ mở ra cho những tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hoàng Đức. Đường Phan, đường truyền của Thích Thi Phan dành cho Narubadin. Sarac Yonen. Bóng luôn được hướng sang bên phía cánh trái nơi tiền đạo phòng Mạc Hàn có mặt. Phương án dứt điểm vừa rồi của Pathophon cũng phần nào cho thấy những khó khăn để tiếp cận khung thành đội tuyển Việt Nam của đội tuyển Thái Lan, nhờ sự chủ động trong cách chơi và đặc biệt là sự tích cực trong di chuyển của các tiền vệ. Những ánh đèn flash thật là lung linh, và dù tỷ số chưa được mở, chúng ta chưa rút ngắn cách biệt, nhưng màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam đến lúc này mang đến rất nhiều những niềm hy vọng cho các cổ động viên. Hồng Duy. Bóng một lần nữa đến chân của Narubadin, và đây là Tirasin đang đá. Sự can thiệp từ Quế Ngọc Hải. Sarach Yonen. Pathompon. Narubadin đã bị Hồng Duy bắt bài. Hồng Duy chơi quá hay. Đường chuyền của Phan Văn Đức. Thêm một lần nữa thì cầu thủ của chúng ta chủ động trong việc ngăn chặn đối phương để mở ra một cơ hội phản công với đường bóng đến chân của Tiến Linh. Chúng ta đang phòng ngự bằng một sự chủ động rất cao, áp sát nhanh và ngăn cản ý đồ đan lát của đối thủ. Đội tuyển Thái Lan vẫn đang chủ trương chơi chậm rãi. Can thiệp của Hoàng Đức, bóng lên chân của Quang Hải. Đây là cơ hội cho chúng ta. Tiến lên. Một lần nữa thì thủ thành Woodrum lại phải ra ngoài khu vực 16m50. Nó cho thấy sự vất vả của đội tuyển Thái Lan cho đến lúc này. Pha bóng đến từ nỗ lực của Hoàng Đức và Quang Hải, với một sự quan sát tuyệt vời đã nhìn thấy Tiến Linh di chuyển. Đó là một đường truyền cực kỳ ngẫu hứng của Quang Hải dành cho Tiến Linh băng lên. Chát Trai chủ động hơn trong việc phán đoán điểm rơi của quả bóng. Chuẩn bị trôi qua, những gì chúng ta làm được đến lúc này là rất tích cực. Tất cả các cổ động viên của chúng ta trên sân vận động quốc gia Singapore đều đứng cả dậy. Với tất cả những sự kịch tính và những pha bóng mà chúng ta đã chiêm ngưỡng từ đầu trận đến giờ, thì đây thực sự là một trận đấu đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á.
Như vậy là khả năng tiếp tục thi đấu của thủ thành Chatrai Buchrom đang được đặt ra. Tuy nhiên với việc mà bộ phận mang cám vào sân quay lại thì lại có thể thủ môn này tiếp tục thi đấu. Một trong thủ môn dự bị của đội tuyển Thái Lan ở trận đấu này là Kawin, thủ môn rất là quen thuộc. Vừa rồi thì ban huấn luyện đã gọi hai tiền đạo của chúng ta ra sát đường biên để dặn dò. Có thể là ông Park Hang-seo đã phát hiện thấy một chi tiết nào đó có thể khai thác được nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Thái Lan để nhắn nhủ đến Tiến Linh và Hà Đức Chinh. Nếu chúng ta tiếp tục bền bỉ với cách chơi như hiện tại thì khả năng đến một thời điểm mà hàng phòng ngự của đội tuyển Thái Lan gặp vấn đề cũng sẽ rất dễ xảy ra. Đây là lúc mà Thái Lan đang phải tính toán rất kỹ và rất có thể là với những gì chúng ta đang thấy thì thủ thành Buchrom sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Ở ngoài sân thì Siwarak đang khởi động. Những phút giây lắng lại ở một trận đấu đỉnh cao tại sân vận động quốc gia Singapore. Lần đầu tiên tại giải đấu năm nay mà người chân sút khung thành của đội tuyển Thái Lan có thể sẽ không còn là Chatrai Buchrom nữa. Sự thay thế ở vị trí thành đến bây giờ gần như là điều chắc chắn rồi. Chuẩn bị được thực hiện. Sự thay đổi cầu thủ đầu tiên ở trận đấu ngày hôm nay. Chatrai ra sân và thay cho anh sẽ là thủ môn mang áo số 23 Siwarak Tesunoen. Cái lắc đầu từ phía ông Mano Polking. Tiến Linh là người đã từng ghi hai bàn vào lưới của U22 Thái Lan tại SEA Games. Phải nói là tại SEA Games năm đó, nếu không có bàn thắng của Tiến Linh 5 phút sau khi U22 Việt Nam nhận hai bàn thua trước U22 Thái Lan thì cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiến Linh đã đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 năm đó, 5 phút sau khi chúng ta phải nhận bàn thua thứ hai. Thủ thành Siwarak sẽ được góp mặt. Hai lượt trận thì lúc này tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về phía Thái Lan. Nhưng những tín hiệu tích cực thì đang xuất hiện nhiều với đội bóng của chúng ta. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một bàn trong hiệp đấu đầu tiên này.
35 của trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam và tỷ số đang là 0-0. Trọng tài xác định đội tuyển Thái Lan được hưởng quả ném biên. Tirasin đang đà, không vượt qua được Hoàng Đức. Quá hay! Hoàng Đức! Đức Trinh đang di chuyển. Một quả đá phạt. Quả đá phạt trực tiếp dành cho đội tuyển Việt Nam. Và cùng với đó là chiếc thẻ vàng. Là chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ của đội bạn. Thiết kỷ Phan không còn cách nào khác phải phạm lỗi với Phan Văn Đức. Một tình huống mà Phan Văn Đức đã hướng ánh nhìn tới Đức Trinh, nhưng cũng hoàn toàn có thể có một pha bóng mà Phan Văn Đức dùng tốc độ để tiếp tục xâm nhập vào khu vực cấm địa của đối phương. Và bây giờ chúng ta sẽ trông chờ vào Quang Hải. Thử thách đầu tiên dành cho thủ môn mới vào sân của đội tuyển Thái Lan. Chàng trai Buthrom đã rất may mắn để thoát khỏi những bàn thua từ cái chân trái của Quang Hải. Còn bây giờ sẽ là Siwarak. Cao thủ Thái Lan rõ ràng là có những sự lo lắng khi đang tìm cách tốt nhất để làm hàng rào ở trong tình huống ngăn chặn cú đá phạt này của Quang Hải. Chúng ta rất hồi hộp với tình huống này. Cho dù khoảng cách với khung thành của Thái Lan không phải là quá lý tưởng, nhưng hãy cùng trông chờ vào điều kỳ diệu từ cái chân trái của Quang Hải. Không biết Quang Hải đang lầm nhầm điều gì, nhưng bây giờ là cú đá phạt của Quang Hải! Không vào! Nhưng nó cũng đủ gây ra những thách thức cho thủ thành Siwarak rồi. Ước gì khoảng cách gần hơn một chút nữa. Lực đi chắc chắn là sẽ căng hơn. Đó là một sự đổi khác so với những cú đá của Quang Hải ở lượt đi. Không còn là những cú đá đưa bóng ở tầm cao nữa, mà vừa rồi là một cú sút đưa bóng đi ở tầm thấp. Rất nhiều phương án khác nhau, rất nhiều sự lựa chọn khác nhau của đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay, đến từ từng cầu thủ một cho đến cả đội tuyển. Đến một cú chạm bóng vào trong. Đó là sự áp sát của Đức Trinh. Phạm Văn Đức, Hoàng Đức. Đây là một trong số hại sự thay đổi mà huấn luyện viên Mano Polking thực hiện ở trong trận đấu ngày hôm nay. Pha Tampon cùng với Thi Ti Phan đang là những người chịu trách nhiệm thu hồi bóng. Mà chúng ta cùng xem lại. Một cú đá mang đến nhiều sự bất ngờ cho đối phương của Quang Hải. Bóng đi rất xoáy và phải mất tới 2 lần chạm bóng thì Siwarak mới có thể làm chủ được tình hình. Chính xác. Chính xác, chúng ta chờ đợi một quyết định của trọng tài, nhưng trận đấu vẫn cứ diễn ra và Tấn Tài đã chủ động để phá bóng. Một sự tập trung tối đa để mang đến an toàn. Khi mà các cầu thủ của chúng ta cho rằng Tirasin Dangda đã rơi vào thế việt vị, nhưng trận đấu vẫn được tiếp tục. Ở một giải đấu không có VAR thì đó hoàn toàn là một điều cần thiết và nên làm để ngăn chặn đến mức tối đa những nguy cơ có thể xảy ra đối với khung thành của đội nhà. Hồng Duy. Không ai nhường ngại một phần nào cả ở trong tình huống tranh chấp giữa Hồng Duy với Chan Atip. Thời gian của hiệp đấu đầu tiên không còn nhiều.
Bumathan luôn là người thực hiện những quả đá phạt cho đội tuyển Thái Lan. Quả phát bóng lên cho đội tuyển Việt Nam. Thành Trung cùng với cả Tiến Linh đều đã nhảy lên để tranh chấp với Thi Ti Phan và khiến cho số 8 của Thái Lan không có một vị trí dứt điểm thuận lợi. Cú thứ 40. Rất hay. Nỗ lực làm tường của Tiến Linh. Đó vẫn là sự có mặt kịp thời của Quế Ngọc Hải. Ném biên dành cho đội tuyển Việt Nam. Đức Trinh. Đường chuyền của Hồ Tấn Tài. Hoàng Đức. Hồng Duy. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức đối mặt với Manuel Bier. Quang Hải. Một tình huống mà đồng đội đã không hiểu ý của Quang Hải. Cái gì đã diễn ra cho thấy đây xứng đáng là trận chiến trên đỉnh Đông Nam Á. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Thái Lan cao hơn cũng là dễ hiểu thôi, vì họ chủ yếu là cố gắng giữ bóng và làm giảm tốc độ của trận đấu. Hoàng Đức. Đó vẫn là một pha tranh chấp tốt của Quang Hải. Hoàng Đức rất thoáng sang bên phía cánh trái dành cho Hồng Duy. Phan Văn Đức đang di chuyển rất hợp lý. Phan Văn Đức. Quả đá phạt góc của chúng ta. Đó là một tình huống dâng cao của Bùi Tiến Dũng. Thay đổi người đá phạt góc trong tình huống này bên phía đội tuyển Việt Nam. Quả đá phạt góc trước được thực hiện bởi Quang Hải. Không có bàn thắng cho chúng ta. Nhưng đó là một tín hiệu rất tích cực, dù Tấn Tài rất nuối tiếc sau tình huống đánh đầu này rồi. Và bật lên và đánh đầu cực kỳ gọn gẽ của Hồ Tấn Tài. Pha bóng này dù chưa thành công nhưng nó cho thấy là chúng ta đã sẵn sàng cho những phương án khác nhau, thậm chí là thay người đá phạt góc và điểm đến của quả bóng. Tình huống đưa trái bóng đến cột xa vừa rồi. Hồ Tấn Tài lại đang nổi lên như là một người dứt điểm bên phía đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay. Cú sút hay tình huống đánh đầu vừa rồi đều là những pha bóng đe dọa khung thành của đội tuyển Thái Lan. Tiarasin đang đà phạm lỗi với Thành Trung. Ở vị trí của Thành Trung ngày hôm nay là một cách sắp xếp cũng rất hay, vì Thành Trung sẵn sàng có mặt như là một tiền vệ đá thấp nhất của chúng ta và ngăn cản những phương án tấn công của đối phương. Đây là điều hợp lý trong hoàn cảnh mà Thái Lan chơi với đội hình thấp. Phút 44 của trận đấu, Quang Hải. Quả đá phạt. Thêm một quả đá phạt nữa dành cho đội tuyển Việt Nam khi mà Quang Hải bị phạm lỗi. Trọng tài Jacob Ibrahim đang điều hành trận đấu một cách rất quyết liệt và có thể nói là làm rất tốt nhiệm vụ của mình đến lúc này. Phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, và bây giờ Quang Hải đang là người thực hiện
quả đá phạt trực tiếp dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta trông chờ rất nhiều vào tình huống cố định này của đội tuyển Việt Nam. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 rồi. Quang Hải, thêm một quả đá phạt góc nữa. Những áp lực khủng khiếp đang được đội tuyển Việt Nam của chúng ta tạo ra bên phía khung thành của đối phương. Hiroshi đang đà phải lùi về để giành. Ui, đánh đâu? Những quả đá đưa bóng tới cột xa và đích đến là Tấn Tài đang là một sự thay đổi thú vị trong cách đá phạt góc của đội tuyển Việt Nam. 6 phút là thời gian đá bù giờ của hiệp 1 vì khoảng thời gian mà các bác sĩ vào chăm sóc cho thủ thành Buprom. Trong tình huống đánh đầu của Hồ Tấn Tài thì Fittiwat cũng đã tranh chấp rất dũng mãnh. Bóng vẫn đang ở trong cuộc chơi. Cầu thủ của Thái Lan vẫn tiếp tục thi đấu dù Tirasin Dangda đã bị chấn thương. Của Đức Trinh, một tình huống chơi kiêu xảo của Titi Phan. Các cầu thủ của chúng ta đang thực sự là chiến đấu với hơn 100% khả năng của mình. Hy vọng là Hà Đức Trinh không sao cả và vẫn tiếp tục thi đấu được. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức. Tiếp tục là Hoàng Đức. Quang Hải. Hồng Duy. Ra đây. Nổi tiếc. Bóng này ăn quá nhiều. Đó là một đường bóng mà đội tuyển Việt Nam đã thể hiện cực kỳ bài bản. Cầu thủ xung nãy biên trả ngược lại cho Quang Hải dứt điểm. Đó là bài tấn công mà đội tuyển Việt Nam chúng ta rất ưa thích. Nhưng tình huống này có cảm giác là bóng ăn quá nhiều lên má ngoài của Quang Hải. Trong một nỗ lực tuyệt vời thì Hồng Duy đã đưa quả bóng đến cái chân có thể làm nên chuyện tốt nhất bên phía đội tuyển Việt Nam là Quang Hải. Có vẻ như là cầu thủ của chúng ta đã tiếp xúc bóng và bóng hơi chậm nhịp ở trong tình huống vừa rồi. Trong một pha bóng mà tất cả đều đã diễn ra một cách vô cùng hoàn hảo. Tiến Linh. Manuel Bia đã phải phá bóng hết đường biên dọc. Phút bù giờ thứ tư của hiệp 1 trận đấu. Tình huống dứt điểm mới đây của Quang Hải có lẽ là lúc mà chúng ta ở gần bàn thắng nhất rồi. Nhưng không sao, dù chưa thành công thì đó vẫn là một dấu hiệu cho thấy là chúng ta đang có những phương án tiếp cận hợp lý nhất. Những quả đá biên rất tự tin.
Hồ Tấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Hồng Duy, Hoàng Đức. Hoàng Đức đang quán xuyên tốt khu vực giữa sân. Hồng Duy, đó là một đường chuyền vượt tuyến quen thuộc của Quế Ngọc Hải. Cuối của 6 phút bù giờ trong hiệp đấu đầu tiên. Có thể chúng ta chưa thành công với việc ghi bàn trong hiệp 1, nhưng việc mà những Tiến Linh, Đức Trinh, Phan Văn Đức, Quang Hải quần thảo hàng phòng ngự của đối phương khiến cho đối phương mất sức sẽ là thời điểm để cho những nhân tố có tốc độ, có kỹ thuật xuất hiện trong hiệp 2 bên phía đội tuyển Việt Nam. Đó là Công Phượng, là Văn Toàn. Nhưng đây là những phút bù giờ và tất cả vẫn sẽ cần phải cực kỳ tập trung ở trong quãng thời gian này. Đúng là như vậy. Hoạt động Nguyễn Mạnh. Tuyệt vời. Nguyễn Mạnh đã có một pha cản phá cực kỳ xuất sắc và để lại một dấu ấn đáng nhớ cho đội tuyển Việt Nam ở trong hiệp đấu thứ nhất. Nguyễn Mạnh đã làm tất cả những gì có thể để ngăn cản cú đá vừa rồi của Thiraton Bunmathan trong một tình huống mà Thái Lan cũng cho thấy sự đáng ngại của mình, một thời điểm rất nhạy cảm của hiệp đấu đầu tiên. Bóng hướng đến cầu thủ có chiều cao rất tốt là Manuel Bia đi ra ngoài, và đó là bóng cuối cùng của đấu thứ nhất. Hiệp đấu này Quang Hải là người chơi nổi bật, nhưng tiếc là chúng ta chưa thể có bàn thắng mở tỷ số vào lưới đội tuyển Thái Lan. Một hội đấu mang đến rất nhiều những sự khẳng định, những sự thể hiện của các cầu thủ Việt Nam trong trận đấu bóng bán kết lượt về với đội tuyển Thái Lan, và tất cả vẫn còn ở phía trước. Quý vị thân mến, ngay sau đây Singapore để theo dõi hiệp đấu thứ hai trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2020 giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Ở hiệp đấu đầu tiên chúng ta chưa đạt được mục tiêu là ghi bàn, nhưng xét một cách tổng thể thì diễn biến cũng như cách mà chúng ta kiểm soát thế trận ở trong hiệp 1 của trận đấu này là tương đối tích cực. Những cơ hội cũng đã đến với Quang Hải, đến với Tấn Tài, nhưng bàn thắng thì chưa đến. Hy vọng rằng sẽ có những sự đổi thay trong cách chơi của chúng ta, và đúng như dự đoán của chúng tôi thì sẽ có sự thay đổi về mặt nhân sự trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta thấy là hình ảnh Công Phượng đã sẵn sàng góp mặt. Tấn Tài là một làn gió mới và mang đến một nét chuyển biến rất tích cực trong cách chơi, đặc biệt là những pha tấn công biên của đội tuyển Việt Nam. Công Phượng đã sẵn sàng và sự có mặt của anh ở trên sân chắc chắn cũng sẽ thu hút sự chú ý đến từ phía đội tuyển Thái Lan. Nhìn những hình vừa rồi thì có thể suy luận Công Phượng sẽ thay cho Đức Trinh. Ở những phút cuối hiệp 1 thì Hà Đức Trinh cũng đã có dấu hiệu bị đau sau một pha chen chấp bóng với cầu thủ của đối phương. Đức Trinh đã thực hiện rất hiệu quả vai trò của anh ở trong hiệp đấu đầu tiên khi mang đến những tình huống áp sát đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Thái Lan và khiến cho đối thủ phải mất rất nhiều sức để có thể truy cản được anh. Hà Đức Trinh đã ra nghỉ và Công Phượng là người vào sân để thay thế. Đức Trinh đã hoàn thành nhiệm vụ phá sức của mình. Thiết Thi Phan là người nhường vị trí cho Thanawat. Và một sự thay đổi đáng chú ý khác của ông Maro Polking đó là Dola, trung vệ cao tới 1m96 của đội tuyển Thái Lan đã góp mặt ở trên sân. Rất có thể ngoài việc củng cố thêm cho hệ thống phòng ngự thì sự xuất hiện của Dola là cách mà đội bóng này trông chờ nhiều vào những tình huống cố định.
Vừa rồi là sự xuất hiện của cầu thủ đã thực hiện nhiều pha dứt điểm nhất bên phía đội tuyển Việt Nam về phía khung thành của đội tuyển Thái Lan, đó là Hồ Tấn Tài. Bây giờ thì hiệp 2 đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 này thì đội tuyển Thái Lan giành quyền dẫn bóng và họ bảo vệ khung thành ở phía bên tay phải màn hình của quý vị. Cặp Tiến Linh Công Phượng sẽ là niềm hy vọng của đội tuyển Việt Nam ở trong những phút sắp tới của trận đấu. Vừa rồi là chiếc thẻ vàng mà trọng tài đã dành cho Bùi Tiến Dũng sau pha tranh chấp với Terasin Dangda. Sự trở lại của Tiến Dũng là rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam khi mà Duy Mạnh bị chệch khớp vai và sẽ phải nghỉ đến hết giải. Thành Trung. Đã có rất nhiều phương án được đưa ra, đặc biệt là trên hàng tấn công, nhưng ở hàng phòng ngự thì chúng ta cũng có một cách tiếp cận rất an toàn và chắc chắn ở trong trận đấu hôm nay. Hoàng Đức, một cái nhấc chân và Hoàng Đức đã mở ra một cơ hội đua tốc độ. Tình huống đáng kể đầu tiên của Công Phượng sau khi có mặt ở trên sân. Rất nhịp nhàng, Phạm Văn Đức. Đó lại là một tình huống tấn công ở trung dọc. Chan A Tiếp, hôm nay thì không chỉ có một người mà luôn có những sự hỗ trợ cho nhau giữa các cầu thủ áo trắng. Đó là tình huống hỗ trợ của Phạm Văn Đức. Tiến Linh. Tiến Linh dừng bóng rất nhịp nhàng. Hoàng Đức. Tiếp tục là một đường chuyền của Hoàng Đức dành cho Tiến Linh, và đó là một pha bóng mà Tiến Linh đã bị Đô La phạm lỗi. Ở trên sân lúc này thì Thái Lan có 3 người chơi vị trí trung vệ, đó là Đô La, là Quisada và là Manuel Bia. Thái Lan đang làm tất cả để bảo vệ thành quả mà họ có được trong trận đấu lượt đi. Đội tuyển Việt Nam đã có nhiều những tình huống chuyền bóng bổng vô tuyến ở trong hiệp đấu thứ nhất, và sự có mặt của Đô La có vẻ sẽ là giải pháp mà ông Mano Polking muốn ngăn chặn điều này. Trung vệ Đô La có chiều cao rất ấn tượng và anh đang là người đeo bám đối với Tiến Linh. Chúng ta cùng chờ đợi những phương án từ cái chân trái của Quang Hải ở tình huống này. Đó là một cú đá thẳng và khiến cho Sigawat cũng gặp phải không ít khó khăn trong việc phán đoán tình hình. Sarac Yonen thi đấu âm thầm, nhưng chính anh là người thực hiện rất nhiều những đường truyền lợi hại dành cho các cầu thủ của đội tuyển Thái Lan. Ở trong trận lượt đi là đường truyền dành cho Chan A Tiếp, và trong trận đấu ngày hôm nay là đường kiến tạo để cho Thiraton Bunmathan dứt điểm. Thành Trung.
Vừa rồi thì Tiro Sinanda đã có thời cơ để mở tỷ số trận đấu lượt về. Đây là Đô La. Đó là một pha áp sát đúng lúc của Hồ Tấn Tài. Có thể là sang hiệp 2 này thì Thiraphong Buamathan sẽ tham gia nhiều hơn vào những tình huống tấn công của đội tuyển Thái Lan sau khi Elias Dola có mặt. Có khả năng tỏa sáng bên phía đội tuyển Thái Lan là Chanantip và Terasin Dangda. Ngày hôm nay đang được đội tuyển Việt Nam bố trí hơn một người để theo kèm ở trong những tình huống tranh chấp. Và đây là một hướng tấn công lợi hại khác Thiraphong Buamathan với những quả đá phạt của đội xoáy rất lớn. Áp sát, quá chủ động, có sự chủ động của Công Phượng. Công Phượng đã rất đúng lúc để ngăn chặn số 12 bên phía đội tuyển Thái Lan dứt điểm. Công Phượng đã chọn đúng vị trí để ngăn chặn tuyến hai của Thái Lan có cơ hội sút bóng căng về phía khung thành của Nguyên Mạnh. So với Thitiphan thì Thanawat có khả năng kiểm soát bóng và phối hợp với các đồng đội ở tuyến giữa tốt hơn. Thành Trung. Ngày hôm nay khi mà đội tuyển Thái Lan có bóng thì cao thủ chúng ta đã giữ đúng vị trí và cự ly đội hình. Một số những tình huống đuổi theo bóng ở trong trận đấu lượt đi đã giúp cho Thái Lan vô tình có được những cơ hội. Chỉ là cho đến thời điểm này thì cao thủ chúng ta đang chọn vị trí một cách phù hợp. Tiến Linh, Công Phượng, Công Phượng rất hợp lý. Cái Hồng Duy, Hồng Duy hơi chậm. Đóng góp đầu tiên của Công Phượng sau khi vào sân. Tính toán của ban huấn luyện đến lúc này là hợp lý bởi Công Phượng vẫn thường rất hay khi vào sân từ hiệp đấu thứ hai. Văn Toàn cũng đã góp mặt rồi. Vừa rồi là dấu ấn cuối cùng của Hồng Duy và Văn Toàn góp mặt cùng với một tờ giấy đưa cho Quang Hải đã có những chỉ đạo từ ban huấn luyện. Bây giờ thì chúng ta sẽ chơi tất tay. Bây giờ thì đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng để kiểm soát bóng bên phía 1/3 phần sân của đối phương. Phòng ngự từ xa và lấy tấn công làm phòng ngự ở trong những phút còn lại của trận đấu. Chúng ta thấy rằng không chỉ có Hoàng Đức mà cả Quang Hải và thêm một cầu thủ khác nữa đội tuyển Việt Nam cũng tham gia trong việc ngăn chặn Chanantip khi mà số 18 của đội tuyển Thái Lan có bóng. Đã
thời điểm mà đội bóng của chúng ta ghi hai bàn trong một khoảng thời gian rất ngắn. Trận đấu với UAE ở vòng loại thứ hai, chúng ta có hai bàn trong khoảng 8 phút, từ phút 85 tới 90 cộng 3. Ở trận đấu với đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ ba, chúng ta ghi bàn trong 10 phút. Ở phút thứ 80 thì Tấn Tài rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Và phút 90 Tiến Linh gỡ hòa 2-2. Hy vọng rằng tinh thần ở những phút cuối đó, khi bị dồn vào thế chân tường đó, sẽ tiếp tục được phát huy ngày hôm nay, để đội tuyển Việt Nam giống như một chiếc lò xo bị nén càng chặt thì sức bật càng lớn. Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể đã đưa Công Phượng và Văn Toàn vào sân với mục đích để tăng cường thêm những phương án dứt điểm cho đội tuyển Việt Nam ở những phút sắp tới của trận đấu. Ngoài Tấn Tài ra thì Quang Hải là cái tên còn lại sút bóng nhiều nhất về phía khung thành của đối phương. Trong khi đó thì Tiến Linh và Hà Đức Chinh ở trong hiệp 1 chủ yếu là nhiệm vụ thu hút cầu thủ đối phương. Hoàng Đức. Bóng chạm tay của Tirasin. Quả đá phạt góc, quả đá phạt cho chúng ta. Rồi có vẻ như là Tấn Tài việt vị. Cách biệt vẫn đang là hai bàn, nhưng hy vọng rằng chúng ta sẽ vẫn bền bỉ với lối chơi của mình. Trong bóng đá thì nhiều khi chỉ một khoảng thời gian ít ỏi thôi vẫn có thể làm nên chuyện. Đó là điều mà chúng ta hy vọng ở trong những phút sắp tới của trận đấu. Quế Ngọc Hải. Chính xác. Văn Toàn. Đội của Bunmathan. Nếu Bunmathan nhận một thẻ vàng thì cầu thủ này sẽ vắng mặt trong trận chung kết lượt đi. Nếu như đội tuyển Thái Lan góp mặt và có vẻ như đã có một chiếc thẻ vàng. Ngày hôm nay thì Quang Hải thực sự là khắc tinh của Thiraton Bunmathan. Bây giờ là một quả đá phạt ở khoảng cách khá gần so với khung thành của Siwak. Hy vọng là Thiraton Bunmathan không có cơ hội để nuối tiếc vì chiếc thẻ vàng vừa rồi. Như thường lệ thì Quang Hải số 19 của đội tuyển Việt Nam đang đứng trước bóng. Và Công Phượng cũng là một phương án có thể thực hiện quả đá phạt này dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta trông chờ vào tình huống cố định như thế này. Rất trông chờ. Quả đá của Quang Hải. Quả đá của Hải. Quả đá! Quang Hải đã trở về phía khung thành của Siwak và một lần nữa thì cái chân trái của Quang Hải mang đến những sự hy vọng dành cho đội tuyển Việt Nam. Một cú đá đưa bóng đi xoáy, bóng đi vào góc cao khung thành của đội tuyển Thái Lan. Và khi đó thì Hoàng Đức cũng sẵn sàng cho một tình huống đẩy bóng ra của thủ thành bên phía đội bạn. Những cuộc đối đầu Việt Nam Thái Lan ở AFF Cup lần này thì Quang Hải xứng đáng có bàn thắng lắm rồi. Bây giờ thì những quả đá phạt góc bên phía kia sẽ do Công Phượng thực hiện. Phan Văn Đức đang được kéo xuống, dường như là đá chám vào vị trí mà Hồng Duy để lại.
Đội tuyển Việt Nam đang có trong đội hình của mình rất nhiều những cầu thủ tấn công thi đấu ở trên sân. Văn Toàn. Đội tuyển Việt Nam đang cố gắng làm hẹp khoảng không gian chơi bóng và phối hợp của đối phương ở ngay bên phía phần sân của đội tuyển Thái Lan. Còn 30 phút nữa của thời gian thi đấu chính thức. Sự xuất hiện của Thanawat rõ ràng đã cải thiện phần nào thế trận tấn công của đội tuyển Thái Lan. Nó giúp cho Narubadin có thêm sự tự tin để dâng cao. Những chiếc bóng vẫn đang là chuyên gia đá phạt Tirathon Bunmathan. Nguyễn Mạnh chính xác. Tirathon Bunmathan thả quả bóng tới vị trí của Manuel Bia. Hoàng Đức. Rất nhẹ nhàng và linh hoạt. Pressing rất hay. Hoàng Đức, Tiến Linh, Quang Hải, hợp lý. Tấn Tài, Công Phượng, sút bóng. Vẫn là phá bóng. Thêm một cú đá nữa. Liên tục là những pha dứt điểm về phía khung thành của Siwarak. Xem đội tuyển Việt Nam đá cho đến thời điểm này thật là sướng. Dù rằng chúng ta vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ vẫn bền bỉ với cách chơi như hiện tại để có thể tạo ra những khoảng thời gian bùng nổ như đã từng có được trước UAE, như đã từng có được trước đội tuyển Trung Quốc. Hợp lý pha xử lý của Tấn Tài. Những quả bóng bổng đang hướng đến vị trí của Tiến Linh để hy vọng ở khả năng tranh chấp trên không của tiền đạo mang áo số 22 bên phía chúng ta. Bùi Tiến Dũng. Thêm một đường chuyền dài vượt tuyến của Quế Ngọc Hải. Tiến Linh. Quả đá không trúng tâm bóng của Tiến Linh. Đây là một pha bóng hay khi mà quả bóng được treo xuống và chúng ta khai thác được những pha xử lý không phải là quá tốt của những người có chiều cao hay nhưng lại tương đối vụng về như Elias Dola. Đây là thủ thành Chacha Duprom.
Alex Yunen. Thêm một đường chuyền nhanh của Thành Trung. Cơ hội cho Văn Toan. Văn Toan. Và phản phá cực kỳ quyết liệt của Chris Sada. Khi có sự xuất hiện của Văn Toan thì Tấn Tài sẽ ít dâng cao hơn để vẫn đảm bảo một sự chắc chắn cho phần sân nhà của đội tuyển Việt Nam. Tấn Tài. Đường bóng dài của Tấn Tài. Nhắc nhở cho trung vệ của chúng ta mà thôi. Các cầu thủ Thái Lan là những người có rất nhiều kinh nghiệm và cả tiêu xảo trong khi thi đấu. Hành động ôm mặt này của Sarac Yonen có thể là một ý định muốn câu thẻ dành cho Bùi Tiến Dũng từ phía tiền vệ mang áo số 6 của đội tuyển Thái Lan. Giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan giờ mang đến một sức hút rất lớn. Và tôi tin là những khán giả trung lập thì cũng đang theo dõi trận đấu này có một sự chăm chú. Trận đấu hay dù chưa có bàn thắng. Đội tuyển Thái Lan cũng đã cho thấy được khả năng của mình trong việc giữ lại nhịp độ thi đấu và tạo ra một thế trận mà họ là những người có được sự chủ động ở trong các pha phối hợp và làm giảm đi sức ép và khí thế đến từ phía các cầu thủ Việt Nam. Chúng ta sẽ phải rất đề phòng với những tình huống cố định như thế này khi mà Thái Lan đã có Elias Dola, người cao gần 2 mét ở trên sân. Lại hướng đến Elias Dola. Những quả phát bóng mà Nguyên Mạnh thực hiện trong những phút vừa rồi rất đáng chú ý, thì nó sẽ giúp tiết kiệm sức cho các vị trí của đội tuyển Việt Nam và đưa bóng đến nhanh với khung thành của đội tuyển Thái Lan. Tuấn Anh là người có mặt ở trên sân ở trong những phút sắp tới của trận đấu và anh sẽ thay thế cho Phan Văn Đức. Narubadin. Tấn Tài cũng đã mới thực hiện sự thay đổi người khi mà Jacek Nguyen nhường vị trí cho Pablo Annan. Trận đấu nóng ở cả trên sân lẫn bên ngoài đường pitch. Một pha xử lý hay của Chanatip. Và Hoàng Đức. Hồ Tấn Tài cũng không hề kém cạnh trong tình huống nghi binh vừa rồi để lấy bóng trong chân của đối phương.
Như đã thấy thì khi Elias Dula vào sân, Chirathong Dumathan được đẩy lên cao hơn. Thái Lan muốn gia tăng quyền kiểm soát bóng và giảm áp lực cho hàng phòng ngự bằng những tình huống dàn xếp tấn công nhiều hơn. Cần lắm một bàn thắng vào thời điểm này. Bùi Tiến Dũng. Khi Quang Hải có bóng thì các cầu thủ Thái Lan cũng đã lập tức có được sự áp sát. Bùi Tiến Dũng. Bóng dài đang là một phương án mà huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu các học trò sử dụng để đưa bóng thật nhanh đến với khung thành của Siwarak. Không vội vàng. Thành Trung. Phải nói là hơi đáng tiếc khi bắt đầu bước vào chiến dịch AFF Cup thì Tiến Linh, người đã chơi rất hay ở vòng ngoài, lại không đạt được phong độ cao nhất. Vẫn luôn là những đường bóng dài từ phía Quế Ngọc Hải. Hoàng Đức, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng. Đó là tình huống mà Văn Toàn là người đã áp sát. Đây là Tirasi đang đa. Tuấn Anh. Đường truyền của Quế Ngọc Hải. Đội tuyển Thái Lan bố trí một lực lượng đông đảo ở khu vực giữa sân, và đó là điều khiến cho đội bóng của chúng ta phải phát huy nhiều hơn những quả bóng vượt tuyến từ phía các trung vệ. Và đội bóng rất trông chảy bên phía bên phải của đội bạn, nhưng chúng ta đã lấy được bóng với Hoàng Đức. Hoàng Đức, Tuấn Anh. Tấn Tài. Cơ hội. Hai cầu thủ của đội ta đã băng lên ở trong tình huống vừa rồi. Và giải nguy của Manuel Bia. Bùi Tiến Dũng. Hoàng Đức ở trong trận đấu ngày hôm nay có những pha thoát đi rất đáng nể. Úc Lo Anan là người vào sân để thay cho Sajak Yuen. Cú
Phương thì để lấy cái bóng trong chân của hắn là rất khó. Đó là sự hỗ trợ kịp thời, sự hỗ trợ từ Tuấn Anh đối với Thành Trung, và sau đó thì hai cầu thủ chúng ta đã ngăn cản được ý đồ đột phá của Trang Tiếp. Văn Toàn, vẫn là Văn Toàn, đã có Hồ Tấn Tài hỗ trợ và Quế Ngọc Hải nữa. Những tiếng hô Việt Nam ở trên các khán đài tại sân vận động quốc gia Singapore, và hơn lúc nào hết các cầu thủ chúng ta cần những sự cổ vũ như vậy. Thời gian đang không ủng hộ đội bóng của chúng ta, nhưng các cầu thủ sẽ vẫn nỗ lực cho tới những phút cuối cùng, chắc chắn là như vậy. Hợp lý. Tuấn Anh hơi mạnh so với đà băng xuống của Văn Toàn. Đội tuyển Thái Lan cố gắng kiểm soát bóng, giữ bóng chậm và chơi thong thả để chờ cơ hội. Tiếp tục là pha tranh chấp có sự tham dự của Tuấn Anh. Tỷ lệ ghi bàn trong 15 phút cuối trận của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup là rất cao. Đó là những pha bóng khiến cho thời gian trôi đi nhanh hơn. Và chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể với thêm một sự thay đổi nhân sự nữa.
Quang Hải. Đường chuyền của Quang Hải. Cầm áo thấm đẫm mồ hôi của Elias Dola dù cầu thủ này vào sân ở trong hiệp 2. Tấn tài. Tuấn Anh. Hoàng Đức. Bấm bóng của Tiến Dũng. Quang Hải. Phải nói là cường độ hoạt động của Quang Hải là rất cao. Lê Văn Xuân và Phạm Xuân Mạnh, những cầu thủ có thêm đá biên, là những sự tăng cường cho đội tuyển Việt Nam ở trong những phút còn lại của trận đấu. Lê Văn Xuân vào thay cho Hồ Tấn Tài. Xuân Mạnh cũng sẽ là một cầu thủ xuất ở trên sân. Người nhường vị trí là Tuấn Anh. Có cảm giác Tuấn Anh vẫn không hoàn toàn sung sức. Tỷ lệ những tình huống xử lý không như ý của Tuấn Anh khi vào sân là không cao, là tương đối cao, cho nên huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải rút Tuấn Anh ra. Supachai Supachok là cầu thủ thay người bên phía đội tuyển Thái Lan. Người rời sân là Tirasin Dangda. Đội tuyển đang rất cần những nguồn năng lượng từ các cổ động viên. Thời gian đang trôi đi trong sự sốt ruột của chúng ta. Nhưng như đã nói, đây vẫn là khoảng thời gian mà chúng ta đã từng nhiều lần ghi bàn ở vòng loại. Không phải một mà thậm chí ghi hai bàn. Rất nhiều những đội bóng vượt tuyến của Quế Ngọc Hải ở trong hiệp đấu này. Trong những phút còn lại của trận đấu thì những đường bóng vượt tuyến là cách làm khả dĩ nhất. Trận đấu. Hoàng Đức. Vẫn là Hoàng Đức, cú sút. Phút đầu tiên tại cúp của Lê Văn Xuân.
tiếp tục áp sát. Văn Toàn, quả đẩy bóng đi hơi dài của Văn Toàn và khiến cho số 9 của chúng ta mất đi cơ hội. Lại là Đức. Tần suất hoạt động của Hoàng Đức và Quang Hải bị ảnh hưởng đáng kể ở trong hiệp 2 này, thì hai trụ cột ở tuyến giữa chúng ta có dấu hiệu bị quá tải về cường độ hoạt động. Lợi thế quá lớn trong trận lượt đi, phải nói là Thái Lan có quá nhiều sự lựa chọn cho trận đấu lượt về này. Thái Lan đang phải đối đầu với một đối thủ xứng tầm nhất đối với họ. Thì nếu như chúng ta nhận được những quyết định chính xác của trọng tài trong trận lượt đi và may mắn hơn thì có thể kết cục ở vòng bán kết này cũng sẽ giống như trận đấu vòng loại, và để xác định đội đi tiếp có thể sẽ cần tới những hiệp phụ và loạt đấu súng. Nhưng những gì mà chúng ta phải đối diện ở lượt đi quả là quá bất lợi rồi. Thời gian vẫn còn thì hy vọng vẫn còn, và đây là Hoàng Đức. Công Phương, các cầu thủ Việt Nam. Thành Trung, để rồi Tiến Linh, với cao chân của Tiến Linh. Đó là một lần hiếm hoi mà một quả căng ngang được thực hiện từ bên phía cánh. Indonesia đã giành quyền vào chơi trong trận chung kết. Tiến Linh phải nhận một thẻ phạt vì động tác ham bóng vừa rồi. Tranh thủ lúc này thì thầy Park và trợ lý ngôn ngữ có những thông điệp dành cho Văn Toàn, cho thấy rằng chúng ta vẫn đang nỗ lực ngay cả khi thời gian còn rất ít với chúng ta. Trận chung kết lượt đi diễn ra vào ngày 29 tháng 12, và trận chung kết lượt về diễn ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trận đấu sẽ còn 4 phút bù giờ nữa.
Trong trận bán kết lượt đi thì ông Paul King đã phải nhận một thẻ vàng. Thì là thằng Dumathan luôn là cầu thủ rất quái ở trong những pha xử lý của mình. Những cơ hội của chúng ta trong hiệp 1 là rõ ràng hơn và tương đối tiếc khi nó không một lần được chuyển hóa thành bàn thắng. Phạm Xuân Mạnh đang bị đau. Có một động tác chơi xấu của các cầu thủ Thái Lan. Park rất bất bình. Có vẻ như đó là tình huống của Bunmathan. Chúng ta cùng chờ đợi quyết định của trọng tài Ali. Vẻ như dùng cùi chỏ là sở thích của Tirathorn Bunmathan. Không có thêm một thẻ nào đối với cầu thủ này ở trong trận đấu. Lê Văn Xuân, Công Phước rất nỗ lực chuyền bóng vào trong. Xuân Mạnh. Quả đá phạt dành cho đội bóng của chúng ta. Thành Trung đã dâng lên. Và các cầu thủ còn lại cũng sẽ thế ở trong những quả đá như thế này. Ngày hôm nay thì Quang Hải là người thực hiện gần như tất cả những tình huống đá phạt của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta không có thêm những phương án nào để hỗ trợ cho Quang Hải. Giây cuối cùng của thời gian bù giờ. Tất nhiên là lúc này thì chúng ta sẽ không thể lội ngược dòng nước nữa rồi. Cũng giống như năm 2010 khi chúng ta thua 0-2 trước Malaysia ở bán kết lượt đi, thì trong lượt về tất cả những nỗ lực của chúng ta đều không thể một lần ghi bàn được vào lưới của Malaysia. Và hôm nay có thể cũng vậy. Nhưng đúng như những gì mà thầy Park đã nói trước trận, đó là đội bóng đã nỗ lực hết mình, chiến đấu hết mình để có thể làm nên điều phi diệu. Và màn trình diễn đó cũng có thể giúp cho đội bóng của chúng ta, dù ngày hôm nay đã trở thành đối thủ vô địch, có thể rơi giải trong thế ngập cao đồng. Đó là một màn trình diễn mà các cầu thủ chúng ta không còn gì phải hối tiếc cả. Hai đội đã có một trận đấu đỉnh cao, mang đến sự hồi hộp và nhiều kịch tính dành cho người hâm mộ. Đội tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng với tổng tỷ số là 2-0 sau 2 trận đấu để vào chung kết gặp Indonesia tại AFF Cup 2020. Chan Anthip là người đã ghi cả hai bàn thắng ở trong cặp đấu cân tài cân sức này.